Từ nàng thơ, Hải Tú đang dần trở thành quý bà lúc nào không hay. Phong cách xuống cấp, diện mạo xuề xòa, xuất hiện lần nào là bị chê già lần ấy. Làm sao vậy? Chẳng thể đọ lại trước kia đã đành, còn thua xa dàn mỹ nhân đồng trang lứa. Netizen ùa vô cảm thán, Xuân Tùng xài quá hao. Thời gian gần đây, nàng thơ của Xuân Tùng MTP đang mất điểm khá nhiều qua những lần xuất hiện với trang phục xến xúa, lỗi thời, thậm chí visual, vóc dáng đã gánh còng lưng cũng không thể độ được cho cô nàng. Chẳng là trong tiệc Giáng sinh vừa qua của công ty, Hải Tú diện mẫu đầm đỏ xẻ tà không mấy hợp thời, kết hợp cùng đôi giày màu be đơn giản nhìn khá chìm. Đã vậy còn phối thêm khăn choàng màu xanh, chắc là mang dụng ý trang phục Giáng sinh, nhưng không hề đẹp, cũng chẳng thời thượng, chỉ khiến cho Hải Tú thêm phần dừ và xến. Nói chung, bộ trang phục này không hợp với một mỹ nhân tuổi 20, nó phải là dành cho các quý bà mới đúng, nhưng quý bà này lại còn chẳng sang nữa. Cách đây cũng ít hôm, Hải Tú cũng khiến dân tình xôn xao bàn tán và thất vọng vì bộ trang phục váy trắng thướt tha kết hợp áo cardigan màu đỏ, đi đôi giày bệt màu đen, thoạt nhìn thì khá là nhẹ nhàng, tạo cảm giác hoài cổ dễ thương, nhưng ba món ba màu đã không tôn được gì cho nhau thì chớ. Hải Tú lại còn tự dìm nhan sắc với chiếc mái ngang dày che hết trán, tóc cột thấp chẳng hề trẻ trung. Có vẻ Hải Tú đang theo đuổi phong cách hoài cổ thật, nhưng mà nó đứng tuổi nha. Hải Tú không còn hoạt động trong showbiz sau lùm xùm trà xanh ngày xưa, nhưng thi thoảng khán giả vẫn được thấy hình ảnh mới của cô nàng. Thường cô hay chọn những chiếc váy họa tiết hoa nhí, kiểu dáng freestyle, màu sắc nếu không quá chói thì sẽ là quá nhạt, khá là dìm dáng, dìm sắc. Những bộ trang phục này chắc chắn cũng không phải mốt của hiện tại. Sự cũ kỹ từ cách phối hợp cho tới kiểu dáng đều khiến mỹ nhân này mất điểm ít nhiều. Thêm nữa tóc của Hải Tú cũng chưa lần nào giúp cô nàng thăng hạng nhan sắc luôn, không dìm là may lắm rồi. Còn nhớ trước đây khi mới ra mắt, Hải Tú là cô nàng có gu thời trang rất ổn áp, trẻ trung và cực duyên dáng. Đúng chuẩn một cô nàng năng động, mỹ nữ yêu kiều, thậm chí toát ra sự kiêu sa bí ẩn khó cưỡng. Nhìn lại những bộ trang phục trước đây so với hiện tại rõ ràng là một trời một vực. Chẳng biết có phải vì đã không còn hoạt động showbiz nữa, nên mỹ nhân 9X này chẳng hề mặn mà chuyện giữ dáng, hay tạo phong cách riêng, hoặc luôn khiến mình nổi bật hay không. Khán giả ngắm nhìn Hải Tú của hiện tại chẳng giống một quý cô 26 tuổi chút nào, vừa có sự già dặn lại thiếu sự tươi mới, trẻ trung hợp lứa tuổi, lại có gì đó khá là cằn cỗi nên lại càng nuối tiếc. Rất nhiều bình luận về phong cách và thần thái của Hải Tú xuất hiện qua từng lần cô nàng lộ diện. Người nào vẫn tin vào câu chuyện Hải Tú đã sinh con cho Sơn Tùng thì bình luận rằng đây là phong cách của mẹ bỉm sữa, vóc dáng này rõ ràng là của người đã sinh đẻ, nhìn chững hơn hẳn khi xưa. Những người khác tin rằng Tùng Tú đang ở bên nhau thì lại chê nam thần Vbiz xài quá hao, chỉ trong vòng chưa tới vài năm mà đã biến một nàng thơ trở thành quý bà của thập niên cũ. Có lẽ bây giờ Hải Tú cũng chẳng còn mặn mà với showbiz nữa rồi, cô dường như chấp nhận làm một nhân viên ở trong công ty của Sơn Tùng. Cho dù sự việc trước đây thực hư ra sao, câu chuyện có đúng như dự đoán hay không thì với Hải Tú vẫn là rất đáng tiếc và rất thiệt thòi. Nhưng mà dân tình cũng đang đồn chủ tịch Sơn Tùng sẽ kết hôn khi qua 30, biết đâu Hải Tú sẽ thực sự trở thành bà chủ thì sao? Lúc đấy thì tất cả những hy sinh thầm lặng bao lâu nay sẽ được đền bù xứng đáng rồi, cùng chờ xem.